bị làm sao anh em ạ. Cảm ơn anh Sang đã mua ủng hộ nhá, Thanh Vinh Sang. Đây là 38/44 dành cho game thủ Tiên Như Vũ. Bài đối lên đời muộn hơn, bài xe lao rất đẹp. Trận này thắng được thì chắc chắn là ao trình rồi, hơi hơn trình rồi. Vâng, tình huống mà Vũ đi vào giữa khu vực ruộng của game thủ Sang Long. Quay trở lại với trận đấu đã rồi, sau đó tôi xem Facebook bị làm sao. Timeline 51/56, như vậy là Vũ đang là người lợi thế hơn so với game thủ Sang Long khi mà ăn được ruộng của đối phương rồi. Một trận thi đấu mà game thủ Sang Long hình như là 4A gỗ 2 thì phải. Không biết là có phải là 4A gỗ 2 không, nhưng mà có gỗ 2 rồi đấy. Lượng quân đang là khá đông. Mặc dù ăn được khu vực ruộng rồi nhưng mà cũng chưa ổn lắm. Không biết bị làm sao tự dưng sập kênh. Em đợi tí để tôi xem cái Facebook này nó bị ngáo cái gì. Từ từ anh em nhé, từ từ đợi tôi tí. Rồi đây là 55/56 cho game thủ Tiễn Như Vũ. Có gỗ ai chưa? Vâng, tham lại thì có vẻ như vẫn đang cân đúng nhỉ. Vâng, Vũ thì đang đào được 120 vàng để chuẩn bị cho công nghệ đầu máu. Tình huống chuẩn bị công nghệ là sớm đến từ cái thủ Tiễn Như Vũ. À, không hiểu vì làm sao luôn, tập trung bình luận thôi anh em. Vâng, 3 đều và đây là 69. Tham lai vẫn cân. Hình như vẫn đang là cân khi mà bên kia game thủ Sang Long cũng đã có cho mình cậu nghề gỗ 2. Không biết là Sang Long bắt đầu vàng chưa, bên này Vũ vẫn chưa gỗ 1 anh Vũ ơi. 20 phút rồi, nâng cả đầu máu rồi nhưng vẫn đang chỉ là công nghệ gỗ 1. Tình huống này là một tình huống mà game thủ Sang Long đang muốn trèo đèo lội suối để có một pha ốp nhà. Sang Long có tơ nào trên 12 giờ xuống nha, hình như là có cung đều bắn xuyên rừng. Vâng, Vũ đã hóa cho mình công nghệ đầu máu, còn với game thủ Sang Long hình như là chưa. Có đầu máu thì nếu như đấu thì Sang Long khả năng cao thì sẽ không có lợi thế nữa, nhưng Vũ thì đang quên gỗ 2 à? Vâng, anh ta vẫn không biết mình thiếu công nghệ gì chăng. Thời điểm này đã tăng rất nhiều BA và đã có đầu máu rồi nhưng lại vẫn chỉ là công nghệ gỗ 1. Cái gỗ 2 khiến game thủ Sang Long thực sự là một pha đấu thua rồi. Một pha đấu mất quân đến từ game thủ Sang Long. Một cung đờ trên 12 giờ thì lại đang chưa mang lại hiệu quả cho game thủ Sang Long. Có vẻ như là một pha kích xịt chặt gỗ. Quảng cáo YouTube sập kênh à? Kệ anh em ạ, tiền phải lấy chứ. Quảng cáo không phải là lý do đấy anh em, tức là Facebook lại có lỗi gì thôi. Thỉnh thoảng nó hay bị lỗi, nó sập phát xong bắt đầu lại phải lên lại. Hàm lại tôi xem rồi, thông báo chả thấy báo là bị vi phạm cái gì cả. Mà cái like đó thậm chí bị xóa luôn, ảo thật đấy. Đây là 75/88 cho game thủ Tiễn Như Vũ. Công nghệ thì đã có nhưng bây giờ mới nâng gỗ 2. Một tình huống nâng gỗ 2 có vẻ như là hơi muộn. Dường như là một pha quên đến từ Vũ rồi. Còn Sang Long thì đang phải đánh chậm lại để chờ đầu máu. Khi mà thời điểm này Sang Long cũng chưa có đầu máu, Vũ đang muốn ốp A của Sang Long luôn. Sang Long có thể vẫn đang chỉ 5A thôi, nhưng mặt bè của Sang Long là mặt bè có dốc nhà. Bên này thì Vũ đã có đầu máu chuẩn bị gỗ 2 và đã tăng 6-7A rất sớm rồi. 2-4 đúng là vẫn 5A đến từ game thủ Sang Long. Bởi vì chưa đầu máu nên Sang Long chưa muốn tăng. Vũ có đầu máu nên tự tin dí vào tơ này luôn để đảm bảo rằng không bị chấp về mặt địa hình. Mặc dù vậy thì cái gỗ 2 vẫn đang giúp game thủ Sang Long từ dưới dốc vả lên. Nếu như có gỗ 2 có lẽ mọi chuyện sẽ dễ hơn. Đầu máu vẫn chưa có cho game thủ Sang Long thì phải. Cái đầu máu là một khác biệt rất lớn và Vũ đang quét quân nên là rất đều. Một trận thi đấu mà game thủ Sang Long quân đang có dấu hiệu là ngã ở mặt BA không thủ được rồi. Dường như là toác đến từ game thủ Sang Long với một bài đánh 5 nhà BA có tăng trách nhà BA thứ 6 nhưng dường như là hơi muộn. Và điều quan trọng hơn là cái đầu máu quá muộn đến từ game thủ Sang Long. Bây giờ vẫn 70 máu thì làm sao đấu lại khi đối phương đã là full công nghệ. Vâng, tím đến từ game thủ Sang Long ở trong trận chung kết. Ở một map đấu mà nhà Sang Long chỉ dò đúng 10%. À, đóng trên dốc góc 9 giờ đẹp, mắc binh lên đời sớm hơn cũng 5A. Nhưng đó là Tiễn Như Vũ mới là người được gọi tên. Tỷ số sẽ là 4-3. Hay.
Tuyệt vời. Bây giờ thì có thể thấy được rằng rõ ràng Vũ đang hay hơn Seng Long, ít nhất là về Seng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Còn với AC thì chúng ta phải xem. Cái gỗ 2 nó đã định đoạt rất nhiều ở trong trận vừa rồi luôn. 10% nhà dường như không đường vào. Sợ thật. Bài đẹp.